Sáng nay thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được hưởng thời tiết se lạnh ít dập, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 23 độ. Đến 10 giờ thời tiết lên 29 độ và cao nhất vào lúc 1 giờ chiều là 32 độ. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, khắp Nam Bộ hôm nay cũng sẽ không mưa, nắng liên tục từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Biên Hòa, Tây Ninh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau từ 30 đến 33 độ. Quý vị chú ý bảo vệ da khi ra ngoài trong khung giờ từ 11 giờ đến 14 giờ, thời điểm chỉ số tia cực tím lên cực đại.